Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Suzuki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft kỵ sĩ rồng nhá. Và trong thời gian giữa hai tập thì mình có farm thêm một ít cái thịt bò nè, cũng như là bắt thêm skeleton á và cho vào cái mớ farm này. Và bây giờ thì mình sẽ lấy thêm một ít cái số thịt bò trong đây nữa. Đây là toàn bộ số thịt bò mình đang có ấy. Và mình sẽ dọn dẹp đồ bớt cái đã, tại vì trong thời gian giữa hai tập mình làm khá là nhiều thứ. Rồi giờ thì mình sẽ lấy chủ yếu là thịt ra thôi. Đó, gia thuộc thì mình sẽ cất vào luôn đi. Cất vào. Rồi. Đây là toàn bộ số bò của mình luôn á. Nhưng mà thôi kệ đi, không sao đâu, từ từ nhân giống ra lại cũng được. Kế tiếp thì mình cần phải cho nó vào trong một cái rương sugar. À mà quên nữa, đây là số kim cương mà mình đào được trong thời gian với hai tập từ cái cánh cổng kim cương. Và hiện tại thì cái cây hammer của mình nó cũng đã hỏng rồi, tại vì nó không chịu nổi với sức đào bới của mình ấy. Rồi và bây giờ thì mình sẽ lấy một cái rương sugar nào trống trống một cái đã. À, đây đây, một cái rương trống nè. Đó, mình sẽ ra ngoài và mình sẽ nhặt thật là nhiều những cái xương vào nha các bạn. Cái rương nào trống ta? Ui, cái rương trống mất tiêu rồi. À đây 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 đây, rương trống đây. Rồi, mình sẽ lấy thật là nhiều xương vào. Đó, lấy xương vào. Rồi, giờ đã có đầy đủ những thứ để chúng ta chế tạo thức ăn cho bé rồng rồi ấy. Lần này thì mình sẽ quyết tâm cho bé rồng của mình lên cấp 5 hết mới được. Lấy ra, lấy thêm một ít nữa. Rồi, chế tạo thôi. Mình sẽ chế tạo thức ăn của rồng này. Đó, một stack. Rồi, stack thứ hai, để coi được bao nhiêu stack nhá. Được 3 stack mấy rồi. Sẽ lấy thêm một lần nữa coi. Không biết ở bên ngoài còn xương không ta. Ui, bên ngoài hết xương rồi. Chắc không đủ làm 4 stack á. Chỉ được 2 stack và 58 phần ăn thôi. Nhưng mà cũng không sao đâu, như đây cũng khá là nhiều rồi. Giờ thì mình sẽ cho số còn lại vào trong đây và nung lên một ít để mình ăn, cũng như là cho mấy bé rồng của mình ăn nhá. Rồi, nung lên đi. Và bây giờ thì mình sẽ qua khu vực căn cứ. Và ngoài ra thì mình sẽ cho các bạn xem một thứ rất là hay luôn nè. 1 2 3 Ten ten. Yeah, và đây chính là cái tòa tháp kim cương rồng của mình á. Mình đã xây nó trong thời gian với hai tập, nhưng mà hiện tại thì vẫn đang dang dở nè. Mình còn phải làm thêm 2-3 tầng nữa. Và mỗi tầng á thì mình sẽ cho một cặp rồng nhá. Và ngoài ra thì mình đã nhân giống rồng lên rồi các bạn ơi. Hiện tại thì hầu hết mấy bé rồng ở đây đều có đôi có cặp hết. Ngoại trừ bé rồng zombie và bé rồng wither, tại vì mình chỉ tìm thấy mỗi quả trứng của hai bé này thôi à, thành ra không có thể nào mà nhân giống ra thêm được, cho nên mình sẽ ghép cặp cho hai bé rồng này nhá. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ qua bên đây nè và cho mấy bé rồng hoang dã của mình ăn một cái đã. Và hiện tại ban đêm rồi nên mấy bé ấy đang ngủ và chắc mình cũng sẽ ngủ luôn đi. Ngủ một cái nè, rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ cùng cho mấy bé ấy ăn nhá. Rồi, buổi sáng đã tới và bây giờ thì mình sẽ lấy hết thức ăn của mình ra. Để coi nào, mình sẽ cho ăn đến khi nào mà mấy bé này không còn ăn nổi nữa ấy. Rồi, cố lên em ơi. Mình nghĩ chắc cũng gần được rồi đó. Ui, ăn nhiều vậy. Stack 5 rồi nè, nhưng mà chưa có được 500 máu. Mình sẽ cho ăn đến khi nào mà 500 máu thì thôi. 500 máu rồi nè. Ô, nó bự chứ nè. Ok, giờ tới bé rồng đỏ của mình coi. Rồng đỏ của mình hổm rày. Ui, rồng đỏ của mình vẫn chưa full nữa. Giờ mình sẽ cho rồng đỏ của mình lên 500 máu luôn. 477 máu rồi. Một xíu nữa thôi. Ô, như vậy chắc không đủ cho mấy bé kia lên 500 máu quá. Wow. Ui, bự chưa nè. Ô, chắc mình sẽ dành cái phần đất còn lại, ở phần đá còn lại phía dưới nè, cho hai bé rồng, à không, bốn bé rồng hoang dã này sống thôi. Chứ lên trên kia đảm bảo là không có đủ không gian để cho mấy bé rồng này sống đâu, tại vì quá trời bự mà. Rồi coi nào, 423 máu rồi. Cố lên, hy vọng là đủ. Ui, 500 máu rồi nè. Ui, còn một bé rồng nữa rồi. À đây 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 đây, bé rồng bronze. Rồi, đi ra ngoài nè. Mấy bé rồng bự quá, che hết bé rồng bronze rồi nè. Rồi, bé rồng bronze xuống và ăn và mau lớn nha. Ôi, mình nghĩ bé rồng bronze này không đủ để lên 500 máu đâu. Giờ mình hết thức ăn rồi, còn có 10 phần ăn thôi. Cố lên em ơi. Rồi, vậy là không đủ rồi. Thiệt thòi cho bé rồng này quá à. Nhưng mà dù sao thì mình cũng hết nguồn thức ăn rồi các bạn ơi. À mà quán, trong nhà mình còn thịt, quên nữa. Hồi nãy mình mới nung ra một ít thịt đấy, cho nên bây giờ mình sẽ dành cái phần thịt đó cho bé rồng của mình nhá. Ơ, nhưng mà phần xương thì sao? Hình như mình cũng hết xương rồi. Mình hết trơn xương rồi. Ồ, thế thì tiếc quá, không biết xương rồng có làm được không ta. Ê,
Mình còn một xác xương nè. Ô may quá may quá. Rồi lấy ra nào. À, thức ăn cho rồng nè. Được thêm mười mấy phần nữa. Vậy là đủ rồi. Được 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 á. Rồi qua căn cứ lại một lần nữa. Và cho bé rồng Ron của mình ăn thôi. Đây bé rồng Ron đây. Thôi 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 đừng có gặm mà. Anh cho ăn nè. Coi hiện tại là 111 ngày tuổi rồi đúng không. Màu lớn đi. Ui còn thiếu nữa, 496 máu rồi. Ừ, vậy thì tiếc quá, mình cần phải tìm thêm một ít cái xương nữa để coi coi mình còn xương không. À đây còn nè. Hên cho bé đó. Rồi giờ mình sẽ cho bé ấy ăn thêm hai phần nữa đi, tại vì mình muốn có thêm thịt bò để ăn ấy. Chứ ăn thịt thỏ thì nó hồi không có nhiều cho lắm. Và hiện tại thì mình còn dư một ít cái Raiden Gem nè, tại vì mình đã đổi giới tính cho mấy bé rồng ấy để cho đủ có đôi có cặp. Rồi qua đây lại. À, lót ra một cái đi. Rồi sau đó bay qua đây và cho bé rồng Ron của mình lên 500 máu giống như những người bạn còn lại, những người anh em còn lại nhá. Rồi này coi đủ chưa. Đó, vậy mới đủ nè. Rồi wow, coi bốn bé rồng của mình kìa. Ôi đứng muốn giáp cái khu vực này luôn á. Và để cho khu vực này gọn gàng hơn thì mình sẽ ui da. Ui khoan 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 khoan, giờ thì mình sẽ dẫn mấy bé này lại đằng đây nè. Ui ui. Lúc đầu mình còn cưỡi lên cổ được, bây giờ nè cái phần cổ đã che hết cái phần thân người mình luôn á. Mấy bé rồng này quá trời to rồi. Phải chia ra từng khu cho mấy bé này sống mới được. Rồi lại đây nhá. Đây còn một chỗ bên đây thì cho bé rồng Gray ở đi. Đó, vậy là đã đầy đủ chỗ rồi đó. Đây 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 đúng đúng rồi nè. Rồi tạm thời thì mấy bé rồng hoang dã ở đây nhá. Tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu dời những bé rồng nguyên tố vào. Và ngoài ra thì mình cũng có enchant cái kéo này lên và cắt được ít vải của mấy bé rồng ở trong này. Và con nào hình như mình không có mở rương được luôn rồi. Ở đây quá nhiều rồng rồi, mình đập ra luôn đi. Đó quá trời rồi. Và bây giờ thì mình sẽ khoan, mình sẽ chừa những cái vải rồng này để một xíu mình sẽ chế tạo sau nhá. Rồi giờ thì mình sẽ dẫn mấy bé rồng này vào cái nơi ở thôi. Đây đây được rồi nè. Rồi đầu tiên mình sẽ cho bé rồng nào ta. Rồng Moonlight thì chắc mình sẽ cho ở trên cao đi. Ở dưới đất thì mình nghĩ nên cho rồng Terra á. Rồi giờ mình sẽ lại đây và kiểm tra. Đó và rồng Terra thì sẽ có hai loại màu da nhá. Màu da hơi nâu đất nè và màu da hơi ngã cam. Và hiện tại thì mấy bé ấy đang đói nên mình sẽ cho ăn nè. Rồi sau đó thì mình sẽ bà khoan, phải mang theo cái rương chứa vải của rồng nữa. Rồi cởi bé này. Rồi đi vào khu vực để sống thôi. Mình xây cái này có kích thước là 13 ô ngang ấy và cao là 9 ô, nhưng mà có vẻ cũng không có vừa cho lắm. Đủ cho hai bé sống không ta? Mình sợ là như đây không đủ cho hai bé sống cùng một lúc ấy. Nhưng mà thôi kệ, không sao không sao, mình sẽ cố gắng dành cái vị trí đó cho mấy bé này sống chung. Miễn sao mấy bé có thể ở cạnh nhau là được rồi. Rồi tạm thời thì cho bé rồng cái này vào trong đây nhá. Ui, 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 không được chạm nước, tại vì rồng chạm nước sẽ bị dịch chuyển ấy. Rồi ở đây nó vừa đủ luôn. Hơi chật một xíu nhưng mà cũng vừa đủ để cho hai bé này sống. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong cái phần thân của cái tòa tháp rồng này rồi. Và hiện tại trên nóc thì mình đã chỉnh sửa một xíu. Mình đã làm thêm một phần sàn nhỏ nhỏ nè, để mình có thể dẫn bốn bé rồng hoang dã của mình lên trên và ở nơi cao nhất của cái tòa tháp rồng này nhá. Cũng như là những cái con rồng bảo vệ những con rồng nguyên tố. Rồi giờ đầu tiên thì mình sẽ dẫn rồng rồng nào trước ta? Mình nghĩ rồng Gray đi, tại vì rồng Gray là rồng gần mình nhất nè. Rồi giờ thì mình sẽ cởi bé rồng Gray này một cái. Anh nhầm ơi, mình tự nhiên mình leo lên cái tấm thảm bay chi không biết nữa. Rồi bay lên trên thôi. Wow. Ui to chưa kìa. Ô cực kỳ to luôn á. Mình sợ cái chỗ này không đủ cho bé rồng Gray này ở rồi. Nhưng mà có vẻ bé rồng Gray này bay lên cao khá là khó. Rồi giờ bay lên trên nào. Rồi tới nơi rồi. Để coi coi. Ui ui ui. Đáp xuống em ơi, đáp xuống. Không biết gì bé có rơi xuống không ta. Ui còn mưa nữa hả. Ui khó điều khiển quá, tại vì mình chỉ quen điều khiển rồng nguyên tố thôi. Rồi hạ cánh thành công rồi, nhưng mà có vẻ hơi chật. Và bé ấy cũng ngủ mất tiêu luôn rồi. Thôi kệ đi, chắc bé mệt quá rồi chứ gì. Còn bây giờ chắc mình sẽ xuống dưới ngủ một cái nè, cũng như là dẫn thêm ba bé rồng còn lại nhá. Bé rồng tiếp theo mình dẫn chắc là bé rồng lá đi, tại vì rồng lá mình ui ui, nàng tiên mới bay ngang đúng không ta.
Ui nàng tiên ở đây mắc mưa rồi. Đi theo đi theo đi theo. Rồi ở dưới gốc cây này trú mưa nhá. Ui quên nữa, nàng tiên không có dầm mưa được đâu. Rồi ngồi xuống. Ngồi xuống vô đây, vô đây. Đúng rồi đúng rồi. Ngồi xuống dưới gốc cây nhá. Rồi giờ sau đó mình sẽ ngủ và dẫn ba bé rồng còn lại lên trên nha các bạn. Ok các bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã dẫn hết mấy bé rồng lên trên cái tòa tháp rồng của mình rồi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu công việc chế tạo tất cả những cái áo giáp cũng như là vũ khí từ mấy bé rồng này nhá. Rồi đầu tiên thì mình cần phải đáp xuống phía dưới một cái đã. Sau đó thì mình sẽ vào trong nhà để mình có thể chế tạo dễ dàng hơn, tại vì trong đây sẽ có nhiều rương hơn ấy. Và bây giờ mình sẽ coi coi đây là cái rương chứa những cái Raven Scale nè. Và mình cần phải có một cái rương bự nữa. Và để chế tạo rương bự thì mình cần phải có gỗ. Đây mình có gỗ nè. Sau đó thì mình sẽ làm một cái rương to nhá, để mình có thể chứa tất cả những cái áo giáp cũng như là vũ khí luôn. Thêm một cái nữa đi, để cho có nhiều không gian một xíu. Rồi. Úi. Rồi được rồi nè. Sau đó mình sẽ đặt hai cái rương to này ở đâu ta? Đặt cái nhà mình bây giờ toàn là rương không luôn. Nhưng mà không sao, giờ mình sẽ đặt tạm nó ở chỗ nào ta, trước nhà đi, đặt tạm trước nhà luôn. Rồi ở đây một cái nè, và ở đây một cái nữa. Sau đó thì mình sẽ vào trong nhà và bắt đầu chế tạo thôi. Để coi bộ giáp đầu tiên thì mình sẽ chế tạo đó chính là rồng sinh lai màu hồng đi. Tại vì mình khá là thích cái vải rồng này. Đẹp cực. Wow, tính ra cái áo giáp này vừa đẹp mà cũng khá là mạnh đây. Được được á, để mình mặc vô thử coi. Kỵ sĩ mặc giáp hồng nè. thích á. Rồi kế tiếp thì mình sẽ đổi ra một ít cái ván, tại vì mình cần phải chế tạo thêm kiếm này, cho nên mình cần phải có một xíu que. Rồi sau đó mình sẽ thử chế tạo một cây kiếm coi. Kiếm bằng vải rồng hồng nè. Đẹp cực, đẹp cực. Combo này là hết sảy luôn. Wow, hấp dẫn, hấp dẫn. Rồi, giờ thì mình sẽ cho cái kiếm đầu tiên vào trong đây nhá, cũng như là cái áo giáp rồng đầu tiên luôn nè. Vậy là mình đã được một cái bộ giáp rồi. Kế tiếp thì mình sẽ chế tạo cái bộ giáp tiếp theo thôi. Bộ giáp tiếp theo đó chính là bộ giáp rồng lá mình chế tạo rồi. Rồng nước đi, bộ giáp rồng nước mình chưa có chế tạo nè. Thử làm cái nón coi. Cũng đẹp nè, cái giáp rồng nước này cũng đẹp chứ bộ. Nó đơn thuần là màu xanh thôi, nhưng mà màu xanh này khá là đẹp ấy. Wow. Ui cái kiếm nó nè, khá là giống cái màu của viên pha lê ấy. Mặc hết vô coi, để coi coi mình được hiệu ứng gì nha. Áo giáp này. Thở dưới nước. Đúng là rồng nước có khác, cho mình khả năng thở dưới nước nè. Wow, và sức chiến đấu của những cây kiếm này hình như giống nhau á, đều chỉ có 9 sức tấn công thôi. Tạm ổn, tạm ổn. Rồi giờ thì mình sẽ cho cái bộ giáp rồng nước vào trong đây nhá. Quên quên quên, sắp cho đúng thứ tự nào. Đó, vậy là được hai set đồ rồi. Ở đây thì mình chỉ có một vài cái loại vải thôi, và có một vài loại vải mình không có được, nên mình chỉ chế tạo một vài cái thôi nhá. Kế tiếp là Moonlight rồi. Zumbai thử đi, mình sẽ chế tạo thử bộ giáp rồng Zumbai coi nó như thế nào. Nhìn sơ qua. Ui. Bộ giáp rồng Zumbai nhìn khá là vui vui mắt nè. Chưa, để mình mặc vô thử coi. Wow, mình đã trở thành một kỵ sĩ rồng Zumbai rồi. Nhưng mà hình như bộ giáp này bị rách các bạn ơi. Giáp kỵ sĩ mà lại bị rách á. Kỳ vậy ta. Ui, nhưng mà cây kiếm thì lại đẹp nha. Cây kiếm nó đã được đính một cái viên ba lê trên tay nè. Đẹp đẹp đẹp. Wow, kiếm rồng Zumbai á. Rồi, để coi, nó cũng 9 sức tấn công thôi. Vậy là kiếm ở trong đây nó ngang sức tấn công thôi các bạn ơi. Nhưng mà nó chỉ khác cái hình dáng cũng như là màu sắc. Wow, tạm ổn, tạm ổn. Rồi, giờ mình sẽ máng cái bộ giáp này vào. Ui, bộ giáp này cho mình cái hiệu ứng gì vậy? Quên, mình chưa để ý nữa. Chưa, để mình mặc full vô coi. Nó mới sử dụng kỹ năng gì nè. Để mình cách xa mấy nàng tiên ra một xíu coi coi nó cho mình kỹ năng gì nhá. Để coi nào, để cho một xíu nữa bộ giáp này sẽ kích hoạt coi nó sẽ cho mình kỹ năng gì. Nãy tại vì mình thấy nó mới kích hoạt. Zumbai, bộ giáp rồng Zumbai sẽ cho mình hiệu ứng sức mạnh. Wow, như vậy thì chiến đấu sẽ rất là khỏe luôn ấy. Tuyệt tuyệt tuyệt. Rồi giờ thì máng vào trong đây thôi. Và cuối cùng thì mình cũng đã chế tạo xong hết những cái bộ giáp mình có thể chế tạo, và những cái vũ khí như là kiếm nè, cũng như là những cái cung ấy. Ui ui.
Ui con skeleton. Rồi và tổng cộng thì mình có được 15 bộ giáp rồng nguyên tố nè, cũng như là có được 1 2 3 4 5 5 cái bộ giáp rồng hoang dã và 2 bộ giáp từ những cái con thủy quái. Rồi và ngoài ra thì mình có được 2 cây kiếm của rồng hoang dã nè. Cây hai cây kiếm này á là chuyên để đánh những con rồng hoang dã các bạn ơi. Nó có những cái hiệu ứng đặc biệt ấy. Và những cây kiếm của rồng nguyên tố thì mình thấy nó có màu sắc cũng như là hình dáng rất là đẹp thôi, nhưng sức tấn công thì nó cũng không được mạnh cho lắm ấy. Chủ yếu là để chúng ta có đủ combo với những cái set đồ thôi. Và những set đồ ở đây thì rất là nổi bật luôn nè. Set nào cũng có cái nét đặc trưng riêng á. Và trong số những cái set đồ này thì mình ấn tượng nhất với set đồ Moonlight. Và đây có thể nói là set đồ mình cực kỳ thích luôn. Mặc vào ấy thì chúng ta có thể đi ban đêm thoải mái, tại vì nó sẽ cho mình cái hiệu ứng nhìn trong bóng tối nè. Nó rất là tiện lợi luôn. Và còn xét về sức mạnh thì mình nghĩ giáp của rồng Ender là mạnh nhất. Tại vì sau khi mặc nó vào ấy thì mình sẽ có được hiệu ứng kháng cự. Mà hiệu ứng kháng cự này á, thì sẽ cho mình cái khả năng á, là chiến đấu khỏe hơn này và nhận ít sát thương hơn. Rồi giờ thì mình sẽ gỡ cái bộ giáp này ra và sau đó thì mình sẽ đi vào trong nhà và nâng cấp cây kiếm tiêu diệt rồng thôi, cây kiếm của kỵ sĩ ấy. Và thanh kiếm này thì có thể nói là sức tấn công vô địch thiên hạ rồi, không có vũ khí nào sánh bằng đâu. Đây mình hiện tại chỉ mới sử dụng nó ở level 1 thôi và mình rất ít khi mang nó ra để chiến đấu ấy, tại vì sức công phá của nó thì rất là dữ, mới cấp 1 mà đã 801 đam rồi nè. Giờ thì mình sẽ nâng cấp nó lên cấp 2 coi. Và ở cấp độ 2 thì nó sẽ tăng cái chiều dài và lên được 1601 sức tấn công. Đó, và lên cấp độ 3 thì nó sẽ được 3201 sức tấn công. Và lên cấp độ 4 thì nó sẽ được 6401 sức tấn công. Và với tới cấp độ này thì mình hết nâng cấp được rồi, tại vì mình đã sử dụng hết cái số ngọc rồng rồi các bạn ơi. Nhưng mà không sao, mình sẽ sử dụng nó lần cuối cùng luôn nhá, cũng như là bộ giáp kỵ sĩ này. Mặc vào. Wow, bộ giáp kỵ sĩ này á có thể thay thế hết những cái bộ giáp rồng ở bên ngoài kia. Và ngoài ra thì mình cũng sở hữu được một thanh kiếm chuyên tiêu diệt rồng luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn bước vào trận chiến cuối cùng trong thế giới này các bạn ơi, tiêu diệt hai con rồng cuối cùng mà mình tìm được nhá. Và ngoài ra thì mình cần phải có thức ăn cái đã. Mặc bộ giáp có sức mạnh khủng khiếp như vậy mà không có thức ăn thì không có chịu nổi đâu. Mình có một ít thịt bò nè, mình sẽ cho nung lên đi. Cho đây một ít, bên đây cũng một ít luôn. Rồi sau đó mình sẽ lấy than bên đây qua và cho vào bên đây để mình có thêm thức ăn ấy. Mà cái bộ giáp này thì lúc nào mình cũng cảm thấy đói bụng, tại vì nó rút sức lực của mình rất là nhiều. Đây lấy thịt bò nè, thịt bò bên đây cũng một ít nữa. Nó kết hợp hai cái lò nung này thì tốc độ nấu của nó sẽ tăng lên rất là đáng kể. Rồi hai miếng như đây thức ăn cũng khá là tốt rồi đó. Giờ thì mình sẽ bắt đầu đi vào cái hang rồng thôi nhá. Rồi và mình có tìm được hai cái hang rồng tiếp theo rồi. Cũng là hai hang rồng cuối cùng mà chúng ta cùng nhau đánh các bạn ơi. Đây cái hang rồng cuối cùng đầu tiên nó nằm ở dưới cái ravine luôn. Rồi giờ chúng ta cùng nhau đi vào bên trong coi. Mặc cái giáp, cái set đồ này hơi khó nhìn một xíu tại vì tại vì có những cái răng ấy. Và hiện tại đây là con rồng bronze đúng không ta? Đúng luôn, con rồng bronze. Rồi trước khi chiến đấu thì mình sẽ kiểm tra coi ở đây có trứng rồng không cái đã. Biết đâu ở đây đã có trứng rồng băng thì sao. Ui có táo vàng nè. À mà khoan, ở đây là hang rồng lửa mà làm gì có trứng rồng băng. Rồi những thứ này thì mình nghĩ chắc không cần đâu. Mình không muốn tiêu diệt con rồng bronze này đâu, tại vì nó có cái màu mắt khá là giống bé rồng ở nhà mình ấy. Rồi và để coi nào. Ôi có vẻ bé này lười đánh mình rồi. Đánh nhau đi. Mình sẽ giỡn với bé này một xíu nha, dùng cây kiếm băng để đánh nhau với bé rồng này. Mà cái set đồ này vô mình vừa nhảy vừa đánh nha. Mình có cách rồi, hay là mình sẽ dùng một lượt hai cây kiếm ta. Được á. Mình sẽ thay đổi liên tục. Rồi. Thay đổi như vậy chắc đánh nó màu chết lắm này. Chịu thua đi. Khi mà mặc set đồ này thì gần như là mình bất tử rồi. Và con rồng này không còn khả năng gây sát thương cho mình được. Phải lên thôi. Cầm hai kiếm luôn. Đổi qua liên tục. Dám đánh mình hả? Được, đã vậy thì ta sẽ cho ngươi biết tay. Gấp mình cơ. Gấp mình giờ cũng vô dụng thôi. Chịu thua đi con rồng kia. Và đây chính là sức mạnh thực sự của một kỵ sĩ rồng đó các bạn ơi. Chỉ với một hit của mình thôi thì tất cả loài rồng đều phải nằm xuống. Và ở đây có một cái tên đệ tử của Ria Ruru nè. Nằm xuống đi. Tên thứ hai. Và tên Skeleton thì cũng vậy luôn.
Và con rồng này chắc mình sẽ không lướt sát đâu, tại vì nó bị tiêu diệt bởi sức tấn công của cây kiếm diệt rồng ấy, cho nên mình sẽ không có nhặt đồ trong cái xác của nó. Úi giời. À, trước khi đi thì mình tiêu diệt hết những cái tên này. Dám làm phiền mình hả? Dám úi ui. Ui, dám găm cái mũi tên tầm thường của ngươi vào bộ giáp diệt rồng à. Mấy tên này cả gan lắm. Rồi, giờ thì mình sẽ đi qua cái hang rồng còn lại thôi. Thấm thoát thì đây cũng là cái hang rồng cuối cùng rồi các bạn ơi. Mà khoan đã, một xíu về thì mình sẽ cho các bạn xem cái bộ sưu tập đầu rồng của mình. Đó là thành quả của mình sau rất là nhiều trận đấu ấy. Okay, giờ sẽ nhìn con rồng này lần cuối. Và đây có lẽ là cái con rồng hoang dã cuối cùng mà mình tiêu diệt trong thế giới này các bạn ơi. Ăn vô một cái nào. Rồi, giờ mình sẽ cho bé rồng này ra đi một cách rất là nhẹ nhàng nha. Rồi, bye bye bé rồng. Ôi, vậy là xong rồi. Những trận chiến ở thế giới rồng của chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Và mình sẽ không bao giờ mặc cái set đồ rồng này để đi tiêu diệt bất cứ con vật nào luôn ấy. Ôi, tạm biệt hang rồng và bây giờ thì mình sẽ quay về nhà thôi. Ôi, trận chiến cuối cùng có vẻ không dữ dội cho lắm các bạn ơi. Nhưng mà không sao, dù sao thì chiến thắng cũng đã định trước rồi mà. Rồi, về nhà thôi. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái bộ sưu tập đầu rồng của mình nhá. Và đây cũng là thành quả của mình sau rất nhiều trận chiến ấy. Tan tan. Đây là đầu rồng tiêu diệt được có được. Bắt đầu từ một con số 0 và chúng ta đã xây dựng lên một cái vương quốc của loài rồng rồi. Ở đây thì mình có một cái tòa tháp rồng nè, nơi chứa tất cả những cái bé rồng nguyên tố mà mình có được, cũng như là những cái bé rồng hoang dã. Và ngoài ra mình cũng đã chế tạo được những cái bộ giáp từ vải của rồng nguyên tố rồi. Bộ giáp nào thì cũng có vẻ đẹp cũng như là sức mạnh riêng hết ấy. Bên cạnh đó thì cũng có những cái bộ giáp cực ngầu của mấy bé rồng hoang dã. Rồi, và ngoài ra thì mình cũng đã trở thành một kỵ sĩ rồng với sức mạnh của thanh kiếm diệt rồng và bộ giáp diệt rồng. Với sức mạnh này thì mình có thể dễ dàng tiêu diệt được những cái con rồng ác ở bên ngoài ấy. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã hoàn thành cái chuyến khám phá này rồi các bạn ơi. Và hy vọng rằng chuyến khám phá lần sau thì chúng ta có thể tìm được những bé rồng băng nhá, loài rồng mà mình chưa có sở hữu được. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi series này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những season tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.